À. Tí nữa nó Duyên chào khán giả của Kim cái ha, chào 205 người nha. Nói Duyên chào cô chú anh chị đang xem live thôi. Tại vì Kim đang live trực tiếp. Con chào cô chú với lại anh chị. Tại em một chút gà biết đúng nấu. Rồi, Duyên rất là quý vị thân mến, hiện tại chiều hôm nay Phu Tha đang có mặt tại ở địa chỉ là 210 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2 quý vị. Phía trước mặt Phu Tha đây là quán vịt Ba Chiến. Thì cái thời gian vừa qua ở trên mạng đó quý vị, cư dân mạng đang đồn tay nhau về một cô thôn nữ bán cà tím nướng, nói chuyện rất là có duyên và hiền, cũng như là bán cà rất là khéo tay. Hôm nay Phu Tha tìm đến đây để cùng chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Quý vị đang nhìn thấy ở phía bên kia đường, ở sau lưng là một quán vịt Ba Chiến rất là lớn. Và phía trước lề đường đây có một cô thôn nữ đang ngồi bán cà tím nướng quý vị. Ở hiện tại thì trời đang rất là nắng. Bình thường như vậy thì Phu Tha được biết là em bán từ 2 giờ chiều là em bắt đầu bán, cho đến khoảng 5-6 giờ chiều. Một ngày như vậy thì em có thể bán tới 100 kg cà quý vị. Ô chào Duyên. Mấy nay thấy Duyên ở trên mạng quá trời luôn, bây giờ mới có dịp gặp. Bây giờ bán được nhiều chưa Duyên? Dạ chồng dạ, cũng cao á, người cũng đẹp rồi. Còn nắng quá ha. Thấy nắng mừng không hay là thấy mưa mừng? Anh mừng chứ đúng không? Nhưng mà nắng quá đúng không? Không, vậy chứ chút chịu anh, chịu bớt rồi đó. À. Nãy nắng tí nữa nói Duyên chào khán giả của Kim cái ha, chào 205 người nha. Chào cô chú anh chị đang xem live thôi. Tại vì Kim đang live trực tiếp. Con chào cô chú với lại anh chị. Tại em một chút gà biết đúng nấu. Đúng rồi, rất là cho mình quay 30 giây quá. Ok. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Để sợ lên chính cái khung hình. Ok rồi, quay đi. Trái như vậy là bao nhiêu về Duyên? Dạ, 20 hả? Dạ. Ồ, trái nướng xong thấy nhiều ha, đầy vịt luôn ha. Trái này được nửa ký không Duyên? Cà sống hay là cà gì? Cà nướng xong rồi á. Có vịt được vịt không á? À. Duyên là bán cái này được lâu chưa hả Duyên? Bán lâu rồi. À. Hình như là ngoài Duyên ra thì Duyên có chị đâu cũng bán dưa nữa đúng không? Dạ. Nói chung nhà em bán cái này. À. Như gia đình em. Mới nướng xong được mấy bịch hết rồi ha. Bên kia anh chồng nướng không kịp luôn. Ủa, quên nữa, chồng của Duyên tên gì á? Dạ, chào em tên Phúc. Phúc hả? Dạ. À. Duyên làm rất là khéo quý vị. Bên kia chồng nướng, qua đây thì Duyên lục vỏ, cắt và bỏ vào bịch. Một trái như vậy thì cắt làm hai.
và một bịch như vậy là hai trái, bán 20.000 quý vị. Ừ, ba trái nhỏ 4 trái. Trái nào mà nhỏ là mình dùng 3 trái hả? Dạ, nhỏ thì 4 trái, còn bự thì 3 trái. À, nhỏ, ô thêm nữa quý vị, hàng gì? Nhỏ là 4 trái, bự là 3 trái. Ồ, bịch này mà mấy bạn sinh viên á mua về là ăn nguyên một bữa ăn luôn á. Giá rất là phù hợp với công nhân, học sinh, sinh viên quý vị. Cả những người có tiền ăn cũng được nữa. Cái kia chị mới mua. Đó. Mới cắt xong một bịch cái là có khách lại mua liền quý vị. Mà dù trời còn rất là nắng. Cà này thì ăn cũng rất là tốt. Nó nhiều chất xơ quý vị. Ban đầu sao mà gia đình mình bán trái này vì Duyên? Em cũng biết nữa, mẹ em á, mẹ em nghĩ ra. À, mẹ Duyên nghĩ ra hả? Dạ, rồi mẹ em bán, người ra người, sao mẹ em bán. À, đi truyền lại cho trong gia đình. Dạ. Như vậy là cũng lâu rồi ha. Đây, cô thôn nữ đây. À, hai vợ chồng có được một cái nón à, như là nhường qua nhường lại. Hồi nãy đi thấy anh chồng đội, bây giờ lại thấy Duyên đội nè. Chồng anh chồng cắt nướng không kịp thì Duyên phải phụ. Đó, chín rồi. Ủa, mình làm vậy là mình biết chín hay không hả Duyên? Hôm qua mình bán được khoảng nhiều không Duyên? 50 kg hả? Hôm bữa anh xem ở trên YouTube á, là hình như có ngày em bán 100 kg luôn hả? Đúng là bán hôm buổi sáng anh. À. Buổi sáng thì với là buổi chiều thì chỗ bán. À. Ý là hôm bữa là bán nguyên ngày á hả? Dạ. Còn bây giờ là bán buổi chiều thôi. Cầm vậy nóng không? Cầm trên cái đục không? Không có nóng không? Cũng hơi nóng. Mà cũng nóng lắm, không tới nỗi bị sợ. À. Với lại cầm cũng quen nữa hả? Tại vì trời nắng quá, Phu Tha phải mượn một cái nón của cái bạn YouTuber kia để quay. Tại ngồi đây với Duyên, nói chuyện với Duyên mà nắng quá quý vị. Ở đây hiện tại thì các bạn YouTuber đến đây cũng rất là đông. Nhìn hai vợ chồng rất là thật thà quý vị, hiền, chịu khó. Tại vì quý vị biết hiện tại thì nhiệt độ đang rất là nóng, mà hai vợ chồng ngồi đây với cái bếp than nữa, rất là nóng. Anh chồng thì chăm chỉ làm thôi, rất ít nói. Mình không làm cái bếp to hơn để mình nướng nhiều hơn được hả? Đúng. Hay là mai mốt rồi có cái bếp lớn nè. Mình phải cắt phải xè như vậy cho nó chín ở trong hay là sợ nó bị vờ ra thì
hết ra cho nó vừa nhanh chín mà nó không bị nổ cái cả. À, không bị nổ đúng không? Tại vì có cái hơi đó, nó sẽ nổ. Đúng rồi, hơi nó nổ, nó hợp ra nó bọc. Hôm nay là mình đặt bao nhiêu ký cà này để bán về ạ? Thấy rồi, nay lượng có 60 mấy ký rồi. 60 mấy ký. Anh chồng quà tay cũng dẻo. Nói chung là bữa giờ là cũng bán được khá là một xíu đúng không? Đó, cũng nhờ cả nhà ủng hộ nên chị Duyên rất là vui nha cả nhà. Dạ. Dạ. Trước là 2 giờ là dọn ra là mấy giờ xong? 6 giờ em bán hết. À, còn giờ? Dạ. Còn bây giờ? Bây giờ ra em bán hết lẹ lắm. Dạ. Bình nào là hết bình đó. Dạ. Trước giờ này ra là em bán tới 4 giờ mấy là mình mâm vô luôn. Dạ. Giờ là mình vẫn bán cái số giờ đó nhưng mà mình tăng cái số lượng lắm phải chị ha? Dạ không, em không tăng đâu. Dạ. Em vẫn về sớm chút. Dạ, về sớm. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi, nếu mà nắng vậy thì mới tăng số lượng. Dạ. Nói chung là chị Duyên cũng khá là thương cả nhà bởi vì bán được cả nhà ủng hộ nhưng mà vẫn giữ cái số lượng đó và tranh thủ để về nhà lo cho gia đình nữa. Mình có con chưa chị? Dạ em hai đứa rồi. Hai đứa rồi. Duyên hai đứa rồi. Con là mấy tuổi ta? Con dạ. 3 tuổi với lại đứa 1 tuổi hơn. À, vậy là hai đứa chưa đi học luôn. Vậy là rồi hết năm nay là chị Duyên cho vô lớp lá lá lớp chồi gì đó. Ở ngoài quê em là đâu có lớp lá lớp chồi đâu, vô mẫu giáo luôn à. Dạ. Ở quê Duyên là ở đâu hả Duyên? Dạ. Hiện tại bây giờ mở. Ủa vậy là hồi xưa gốc của Duyên là ở đâu? Ở Đất Nông. À Đất Nông hả? Mọi người á mà ăn cái hôm bữa giờ ăn cái món của mình á, mọi người có tới góp ý với mình như thế nào hoặc là khen món mình như thế nào không chị? Dạ. Có nhiều người lại mua em nói em làm nước mắm rồi là ngon. Dạ. Món này em làm nước mắm rồi đó. Dạ. Món này ngoài quê em là cũng hay rất là hay chế biến ăn lắm á. Mình có làm nước mắm cho người ta hay là mình để người ta làm nước mắm? Để cho người ta làm. Dạ. Chứ em có làm mà để ít ai lấy lắm. Dạ. Ba lấy con hai luôn nữa. Con lông đi. Lấy con lông xá xị. Ủa là em hỏi tới vậy. Cái này ai học nghề có dạy không Duyên? Dạ. Ai học nghề bây giờ, ví dụ anh học nghề có dạy cho anh không? Vậy chứ có gì đâu, em đâu có gì đâu mà giấu. Vậy luôn hả? Anh sợ trong cái mỡ hành này có cái bí quyết gì ở trong nè. Anh không làm được nè. Cái món này dễ ăn cũng dễ làm. À, dễ ăn cũng dễ làm hả? Nếu mọi người cũng thương Duyên cho nên là ghé mua ủng hộ hai vợ chồng ha. Cà nướng thì cũng không có nhiều công đoạn cũng như là bí quyết các bạn. Bớt nắng rồi đó, giờ 4 giờ nó dịu hơn khi nãy. Rồi mát rồi.